Lời Chúa theo Thánh Marco, chương 12, câu 38 đến 44. Trong lúc giảng dạy, Chúa Giê-xu nói rằng: anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, súng xính trong bộ áo thùng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Chúa Giê-xu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo đến đổ vào đó 2 đồng tiền kẽm, trị giá 1/4 một đồng xu Roma. Chúa Giê-xu liền gọi các môn đệ lại và nói: thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giê-xu lên án người Pha-ri-sêu vì họ hay khoe khoang và ta đây. Họ muốn tỏ ra cho những người xung quanh thấy những việc mình làm để được ca tụng. Họ muốn được người ta kính trọng họ ngoài đường phố, cứ hay tìm danh giá hình thức bề nổi bên ngoài. Còn trong đời sống nội tâm thì đáng chê trách vì cuộc sống giả hình, thiếu đạo đức, đầy những đam mê và suy tính xấu xa vì cứ sợ người khác hơn mình. Bên cạnh đó, có những tâm hồn bé mọn đầy đơn sơ, nghèo vật chất nhưng rất giàu tấm lòng. Cụ thể là bà quá nghèo, chỉ có 2 đồng tiền kẽm là 1/4, nhưng bà kính cẩn nhẹ nhàng bỏ vào đó. Dưới cái nhìn của Chúa Giê-xu, người phụ nữ này mới là người dâng cúng nhiều nhất, vì đã dâng cho Thiên Chúa, mặc dầu đang túng thiếu, bà cũng đã bỏ ra tất cả những gì mình có để nuôi sống. Có thể nói, bà dâng cả lòng yêu mến, và đó chính là điều Thiên Chúa cần. Vâng, nhiều khi trong việc dâng cúng, đóng góp vào nhà Chúa hay làm việc bác ái, không khéo chúng ta cho theo kiểu bố thí, chỉ dâng số dư của thừa, hoặc dâng để phô trương công đức, để được người này người kia ghi bia tặc chữ để nhớ ơn, để được khen tặng mà thôi. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con biết khiêm tốn nhận ra những gì chúng con có đều là do ơn Chúa ban cách nhân không, để chúng con đừng bao giờ tự cao tự đại, nhưng biết trao ban cho, nhưng không vì danh lợi, mà tất cả chỉ vì tình yêu Chúa mà thôi. Amen.